Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác cùng quay trở lại với kênh Đào Cảnh Tây Bắc ạ. Hôm nay lên cho các bác một cái video Nhất Chi Mai, thực sự là siêu VIP. Em nói thật là chắc hẳn là ít bác nhìn thấy những cái cây Nhất Chi Mai nó to như thế này. Em nói thật là cái chiều rộng cái bụng của cái cây này nó phải tới 2,5 mét. Đó, rồi sung xuê luôn. Ôi các bác mình ơi, thực sự là nếu mà để mà nhìn ở trong video ấy, nhìn nó bình thường thôi các bác ạ. Ở ngoài nhìn nó mới khủng khiếp. Em phải gọi nó là siêu to khổng lồ các bác. Đấy, cho các bác cùng xem nhá, cái gốc của nó này. Nào, các bác thấy chưa? Khủng khiếp chưa? Đây là Nhất Chi Mai nguyên bản nha các bác. Ôi, em nói thật là để mà chăm được một cây Nhất Chi Mai mà nó to như thế này, nó khủng như thế này thì phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều năm để chăm sóc các bác nhé. À các bác nhìn thấy ở trên cái lá nào nó có chút chút màu xanh xanh như này này, là do là bên nhà vườn chúng em phun muội á. Đó, chứ không có cái gì gọi là kích thích hoa hay là thân cây cái gì cả. Nói chung là phun muội thôi à, thì nó có chút cái màu xanh ở trên lá này. Quay sang bên này xíu cho các bác cùng ngắm. Rồi, vườn này toàn những cây siêu to khổng lồ các bác mình nhá. Đấy, phải nói là quay ở gốc cơ thì các bác nhìn thấy mới rõ này. Đấy, ôi, toàn gốc nguyên bản nhá. Nếu mà bác nào mà chơi Nhất Chi Mai quen ấy, các bác nhìn cái tầm gốc như này là các bác đã biết được là cái cây này nó to như thế nào rồi, đúng không ạ? Nhất Chi Mai thì nó có cái đẹp riêng của nó. Mà thường là các bác chơi Nhất Chi Mai ấy, các bác thường nói là nếu như chưa từng chơi Nhất Chi Mai thì không thấy ghiềng. Chứ đã một lần mà chơi Nhất Chi Mai rồi ấy, thì năm nào cũng phải là săn và tìm mua được một cây Nhất Chi Mai, đúng không ạ? Mình rất là nhớ về cái vẻ đẹp của nó. Trời ơi, cái vẻ đẹp sắc xuân của Nhất Chi Mai thì em nói thật là nhớ lắm luôn, ghiềng lắm luôn. Bác nào mà đã đặt một cây Nhất Chi Mai ở trong nhà rồi thì năm nào cũng cần phải có một cây. Vì sao? Nhất Chi Mai thứ nhất là cái độ bền hoa của nó dài à, và cái hoa của nó hội tụ nhiều cái màu sắc à, khi nó chuẩn bị nở thì là nó sẽ kiểu màu hồng sẫm, tím tím à, sau đó nó nở hết ra nó màu trắng hết rồi nó lại trở về cái màu hồng phớt à, nó hội tụ ba cái màu sắc màu khác nhau à, chính vì thế mà Nhất Chi Mai luôn được đánh giá cao. Nếu mà để mà so sánh đào với Nhất Chi Mai nhá các bác nhá, với các bác mà gọi siêu chơi các bác dành về chơi cây những cái cây trưng ngày Tết ngày xuân ấy, thì cái cây Nhất Chi Mai đó là cái cây mà các bác lựa chọn hàng đầu, đúng không ạ? À, xong rồi đến cây đào, thường thì mai cúc đào, nhưng mà đào với mai là thường là được lựa chọn đầu tiên. Nhất Chi Mai thì bên nhà vườn chúng em là có nhiều phân khúc khác nhau nhé. Đây video này thì hôm nay em quay cái phân khúc hàng cây to cho các bác cùng xem. Còn những cái video sau em sẽ chia sẻ những cái chậu nó vừa vừa. Nói chung là từ phân khúc nhỏ cho đến to, siêu to. Từ những cái phân khúc nó vừa vừa cho đến siêu to khổng lồ. Rồi các bác tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của kênh Đào Cảnh Tây Bắc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Sao, em nhìn đi.